trước đấy thì tôi ngủ cũng tốt thôi, nhưng mà tức là từ hồi khoảng độ tháng 7 ấy, thì tôi bị một cơn gọi là đi đến đông y điều tây điều trị ấy, thì người ta gọi là kiểu năm tuần hoàn não ấy, rất là nặng, nằm viện 10 ngày cơ, tức là cái cảm giác nó như được bị ném từ máy bay xuống ấy. Thì tôi chữa nhiều lắm, thì chính vì là tôi ốm như thế đấy, tức là cứ đông y này tây y uống thuốc suốt thôi. Xong rồi tôi mới khi mà biết được bệnh viện chẩn ấy, lúc mà đến lớp học ấy thì tôi cứ bị cái cảm giác là buồn ngủ lắm, tức là thèm ngủ, rất là buồn ngủ nhưng mà không thể ngủ được, nó căng thẳng đầu óc, nó căng ra dây đàn ấy. Bây giờ thì tôi mất hẳn cái triệu chứng rồi, tại vì rằng ngày nào cũng dùng, tức là khi nắm cái bài thì bây giờ thì không lấy được, nhưng mà cào sáu từ khi thầy dạy là cào sáu cũng bạch huyết ấy, ngày nào tôi cũng làm. Vâng, thế bây giờ lại ngủ rất là ngon rồi, muốn ngủ nào cũng lấy rồi, ngày xưa vâng, tại giường lắm rồi, nhất là ngủ cào sáu qua.